Hello, xin chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game có tên là Hero. Mình cũng không biết game này tên là gì nữa. Mình cũng mới tải về rồi cài nghiện thử thôi. Mọi người muốn biết thông tin game này có thể đặt phần bình luận nha. Còn bây giờ chúng ta đi chơi thôi. Play. Mình thật ra mình cũng chưa biết game này sẽ chơi như thế nào. Mình chỉ test thử. Gì đây, di chuyển à. Đây là phần hướng dẫn nha mọi người, nhận lấy tinh hồn. Mình đi đâu nữa đây à. Dùng kỹ năng à, như thằng sấm sét vậy. Những kỹ năng này mình sẽ thôi. Thời gian ok. Dạy nấu gì đây? Chơi bây giờ bắt đầu nha. Taste my hammer. Quá nhẹ. Chiến thắng rồi. Game cũng là dễ. Mình đã nhận được lính Lavinia. Quay lại đây ngay. Ok, mình chọn chế độ khác nữa. Mình chơi khó để cảm nhận được cái độ khó của game. Nào khó quá mình nghĩ. Nói đùa thôi. Cũng giống là người họ thật là có trụ như là mình chết ra cần phải bảo vệ cái tòa nhà chính. Mình cũng phải trường hồi những người chiến dù biết không nhưng mà cái gì đây. Take that!
Của chạy lấy người trước. Đầu này coi mình sẽ nhân vật này mình thích chơi rồi, mình Vega, mình sẽ chọn trước Vega. Đỡ đạn hết.
mình đừng tiến tới cái chuột. Giờ mình đang đợi cuối cùng. Ủa, đây mình đâu hết rồi. Mình lột hết rồi. Con trời là con chó. Rồi xong rồi. Còn ai không? Hết rồi, mình phải quay nhà mình thủ thôi. Giờ đợi tụi nó đến thôi. Quân nó đông quá. Kỹ năng hồi lâu quá trời luôn. Xong rồi. Nó mạnh quá. Giờ hồi được làm ra hồi cho nó thôi. Như cái trụ này chịu được lâu quá. Ăn gian ngày hôm nay. Cuối cùng mình cũng phòng thủ được. Chứ mà là lâu em đã chắc mình chịu không nổi nè. Hiện tại là mình nên farm những con này. Gì đây? Nâng cấp hả? Mình sẽ nâng cấp con nào đây? Theo như mình thấy là mình nên nâng cấp mình có một nghìn nâng cấp con đất chứ. Tiếp theo là mưa sa băng. Kỹ năng này cũng cần thiết lắm. Đến cùng này. Nói chung là mình nâng cấp từng binh lính. Tại binh lính nào cũng hữu dụng cả. Tiếp theo là này mới mình nâng nhờ mà ta nâng tiết kiệm. Nâng cấp luôn đi. Coi còn chỗ nào nữa không? Ở đây còn con quái nào nữa không? Cái gì đây? Con quái gì đây? À, ngon. Giờ tiếp theo là mình sẽ đánh với con quái này. Bắt buộc rồi. Chạy. Chiến bắt đầu. Thì đây mình xuống. Con chạy vô tủ. Cùng nhau đạt nhắc tụi nó. Tụi này nhìn sao chúng ta. Yeah.
tiếng đến đây đâu quyền của nó rồi. Được rồi, tất cả bơm đã được đặt. Và bây giờ ra khỏi đây. Những con này quân đông với lại trâu chắc là do mình chọn đâu khó. Đi coi mình sẽ nâng cấp gì đây. Bọn bắn bồ cướp thú vị. Mình được kinh nghiệm với lính mới này, có một bộ bài mới được coi. Cho lính nào vô đây. Đây. Giờ cái gì nữa ta? Chắc vậy là ổn rồi. Tiếp tục mình nâng cấp cái gì đây? Mình sẽ nâng cấp lính này. Bơm. Không biết lính bơm để làm gì nữa. Mình còn cứ nâng cấp lại. Chỉ còn nâng cấp hết. Tất cả mọi thứ lên level 2. Ok. Cùng nữa. Mình phải tiết kiệm. Ở đây có quà. Để coi quà này là gì đây. Mình được cộng 400. Dạ. Tiếp tục nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp con này đi. Ủa, mình bấm lộn rồi. Nâng cấp quá trời luôn. Theo mình thấy là mình nâng cấp những con chó này nó hay hơn nè. Nó hữu dụng hơn. Để cho nó trâu hơn, chịu gần lâu hơn. Làm để làm biên đỡ đạn cho mình. Giờ mình đi tiếp đây. Mình sẽ farm cái này. Bọn khư phỉ. Quá.
cứu cứu nha. Cuối cùng cũng tiêu được cho con chưa ấy. Yeah, mình đã phòng thủ thành công rồi. Chiến thắng. Mình nhận được 600 vàng. Và một thẻ bài mới mình cũng đây. Mình nên bỏ nông dân đi. Nông dân mình thấy yếu xìu. Xong. Bây giờ mình lại đây mình nâng cấp lính mới. Nè coi lính mới đâu rồi. Mình mới có thêm lính mới mà ta. Đây mình. Lính mới đâu rồi. Lính mới đâu rồi. Thôi mình không thấy đây ta. Để sau đi. Mình cũng mới chơi game này nên chưa hiểu cơ chế nó như thế nào. Ở đây có gì không ta? Ồ, ở đây cái cấp 6 là cấp 4 mà. Cấp 4 mình thấy nha. Con này chắc kỳ này cũng mạnh hơn. Một phần nữa là do mình đánh toàn cấp cao mà. Thứ hai nữa là mình đang chỉnh chế độ khó. Mình chắc là nhìn như con vịt nha. Không khác gì con vịt nha. Mình sẽ đứng đây là mưa sa băng. Thì tụi nó hết hồn chơi. Mưa sa băng thì vẫn hết hồn chơi. Được hết. Được rồi. Mình thấy giống như mình sắp thua rồi. Khi mình không có thôi. Nhanh lên. Thành mình có lên rồi. Ở chỗ khoảng con. Bây giờ đi thủ thôi. Mình sẽ đông dân này, không lấy một thủ ra đánh này. Đi thủ này đọc đi quá. Khó quá. Rồi, mình đó là lên đường nữa rồi. Chịu rồi con dịch nha. Đẹp sĩ dịch. Hy vọng về những cái con quân với con bên mình cái chán gì ra thì chết ra thì chết chả được thực sự gì chứ mình hết mua rồi là mình chỉ farm được những con level 3 thôi. Level 4 mình để sao. Đây. Con bộ xương. Chắc là do mình thấy bài quá như lại bài mình yếu quá. Mình nhắm chiêu đó là chiêu này. Nãy giờ mình tưởng đâu kìa. Số đâu không. Mình hy vọng có bài mới để mình hết con bên này. Cái gì mình hết rồi. Không có làm được gì.
Mình đã đi được đoạn đường. Dạ, mình tấn công nhau. Tuy không bầu sơ cơ. Chắc không bao giờ có cách. Nhưng mình sẽ phải là ép gì như thế này. Tôi cũng không thể lên đường. Không sao rồi. Khi nào lên level 4 là tính sao. Mình đã lên thay con này đi, nó yếu quá, mình không thấy phù hợp. Xong nâng cấp, mình sẽ nâng cấp không con này mình không nâng cấp đâu, chứ nó không có quân bài để mình nâng cấp này. 1, 2, 3 mình sẽ nâng cấp 4. Còn cụ thể như thế này bắn cùng nữa, bắn cùng cũng thấy hơi yếu quá. Rồi xong, vậy là mình tiếp tục một trận chiến mới level 3 hả. Mình đánh được chỗ này nè, đánh luôn. Đánh dầu của bọn thổ phỉ. Thằng lính đó bị nhập rồi. Thằng lính đó bị nhập rồi. Bây giờ là ví dụ cho mở cổng thành. Thank you.
mình đang trông phá được cái gì còn mình chẳng hạn nữa ra. Còn phía trên nữa. Sử dụng nữa. Quan trọng là mình nên ra bài lính trước. Đây. 1, 2. Sẽ nâng cấp con phù thủy. Phù thủy. Nâng cấp mình đứa ta. Nâng cấp con chó này. Rồi xong là tiếp tục đi farm. Rồi đây còn chỗ nào nữa không ta? Level 6 mà nó mạnh với mình quá. Đây còn là level 6 không. Level 5 cũng không được, cũng còn đây này. Mình sẽ thử tiếp tục lại level 4. Lần này chắc sẽ thắng thôi, tại mình đã nâng cấp những bộ bài rồi mà. Sử dụng cung. Thank you.
Mình đã thắng rồi. Nó rút lui rồi. Cái kỳ này mình cũng lên level 4 rồi. Đúng luôn. Quá chính xác. Mình nhận được cái gì đây? Đúng bài mới hả? Để coi, mình sẽ thay thế cái này đi. Xong. Tìm chỗ nâng cấp với thẻ bài đó. Thành tìm rồi farm luôn. Đây là thẻ bài mới đâu rồi? Thẻ bài mới đâu rồi? Đây. Có cái gì nữa ta? Này. Bắn cung đó. Đúng rồi, xong. Giờ tiếp tục nè. Level 6, không có con nào level 4 hả ta? Còn mấy con mạnh không rồi. Còn mấy con mạnh không, làm sao mà chơi? Con nào level 4 nè em? Level 6. Level 5. Đúng con level 5 chắc không nổi đâu. Mình kiếm con nào yếu hơn tí. Coi trong kẹt trong ngốc này có gì không ta? Không có gì hết hả? Trên đây càng đi lên là càng level càng cao hơn. Đấy chứ có level 5 là yếu nhất. Mình sẽ nhận được cái gì đây? Đánh luôn. Level 5 sợ gì? Kỹ sĩ đó là kỹ sĩ, mình sẽ thay thế với con nào đây? Thay thế một con này đi em vào. Ok,
Này mình nâng cấp mà. Nâng cấp con ngựa, con kỵ sĩ. Đâu rồi? Đây. Năm đi. Còn bao nhiêu mình sẽ nâng cấp con bắn cung. Con này đi. Con này đỡ đạn. Ok. Bây giờ mình tấn công cái con level 6 được không ta? Mình cũng thấy hết rồi. Con level 6 chắc mình thấy không ổn đâu, tại nó mạnh hơn mình. Đây, level 5. À, nhảy cứu nhà vua. Cái này quá. Thật lòng luôn. Tôi đến giải cứu nhà vua. Rồi nó già bao nhiêu cũng bị mình xử mình long ra được. Bây giờ mình sẽ tiếp theo có thêm con kỵ sĩ. Con kỵ sĩ kia chắc chết rồi, sao không thấy nó đi xuống nữa. Ah!
vua Quan Nghiêm đấy. Ừ. Bắt nhà mình cũng còn đứng trong tư thế tự hào ghê đấy. Nhà vua mất khí. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.